Sáng nay, Hội Chữ thập đỏ và Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố Đà Nẵng tổ chức chương trình Hội chợ Tết Nhân ái hưởng ứng phong trào Tết Nhân ái Xuân Quý Mão 2023. Đến dự có Thượng tướng Trần Quang Phương, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Đà Nẵng Lương Nguyễn Minh Triết, Trưởng Ban Dân vận Thành ủy Lê Văn Trung, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Nguyễn Thị Anh Thi, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Ngô Thị Kim Yến. Hội chợ Tết Nhân ái Xuân Quý Mão năm 2023 được tổ chức với quy mô 40 gian hàng, trong đó bao gồm các gian hàng cung cấp các sản phẩm thiết yếu từ siêu thị lưu động dành cho 4.900 hộ dân có hoàn cảnh khó khăn, gia đình chính sách, nạn nhân chất độc da cam, người khuyết tật, bệnh nhân nghèo, người không nơi nương tựa, các gia đình bị ảnh hưởng thiên tai dịch bệnh. Chương trình lập ra thì cũng tốt vì là giúp đỡ cho những người quá khó khăn, rồi chủ đang được phần quà của các vị trung ương về tặng thì cũng xin cảm ơn. Bên cạnh đó là các gian hàng đón Tết phục vụ miễn phí cho người hưởng lợi tham gia chương trình như chụp ảnh Tết, cắt tóc, viết thư pháp, các gian hàng bán và giới thiệu các sản phẩm của doanh nghiệp, các hội, đoàn thể trên địa bàn. Với cái tên chương trình là Tết Nhân ái thì chúng tôi mong đợi sẽ trợ giúp cả về vật chất, đặc biệt là về tinh thần cho người dân có thể vui xuân đón Tết trong cái không khí Tết cổ truyền đầm ấm của dân tộc. Chúng tôi vận động nguồn lực để mà hỗ trợ bà con thực hiện chương trình Mẹ đỡ đầu bằng những cái phần quà cụ thể. Hội phụ nữ vận động nguồn lực Hội phụ nữ, Chữ thập đỏ vận động nguồn lực Hội chữ đỏ thì chúng tôi kết hợp với nhau để mà tăng cái nguồn lực để hỗ trợ cho bà con. Ví dụ như hôm nay thì hai bên phối hợp với nhau để mà tổ chức, bên là gian hàng để hỗ trợ miễn phí, một bên thì chúng tôi vận động các cái hội viên phụ nữ khởi nghiệp để mà cung ứng những cái sản phẩm của phụ nữ khởi nghiệp để mà bà con có cái dịp để mà lựa chọn những cái sản phẩm bà con thích thực. Vui mừng, phấn khởi, hạnh phúc là những cảm xúc của bà con khi được đến hội chợ Tết Nhân ái, tự tay lựa chọn món mình cần mang về ăn Tết. Mỗi phần quà là sự cảm thông, sẻ chia của cộng đồng xã hội giúp những người có hoàn cảnh khó khăn đón Tết Nguyên đán 2023 đầm ấm.